Bốn dấu hiệu của người đàn bà mệnh khổ. Cả đời gặm nhấm bi kịch, cố gắng tới mấy, chồng cũng không trân trọng. Kính thưa quý vị, trong thế gian này, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sinh mệnh riêng. Có người không làm gì cũng giàu có, ăn sung mặc sướng cả đời. Ngược lại, cũng có những người ngay từ khi sinh ra đã gắn lấy số phận là nghèo khổ, cả đời gặm nhấm bi kịch. Cái gì cũng có nguyên do của nó bạn ạ. Nếu tinh ý một chút, ta dễ dàng nhận diện bốn kiểu người nghèo khổ theo đúng nghĩa đen này như sau. Mời quý vị cùng xem video để hiểu chi tiết về vấn đề này nhé. Người phụ nữ có đặc điểm này, nếu không thay đổi sớm thì cuộc đời rất khó có được hạnh phúc. Phụ nữ giàu hy sinh. Phụ nữ thế này sinh ra vốn đã yếu ớt, mềm mỏng, luôn sống vì người khác. Do đó trong tình yêu hay hôn nhân, họ bằng lòng nhẫn nhịn, nhận hết thua thiệt về mình, chỉ cần người họ yêu thương hài lòng. Chính vì suy nghĩ đó và việc cho nhiều hơn nhận khiến họ dễ bất hạnh, tự ép mình vào con đường khó khăn hơn. Phụ nữ giàu hy sinh là tốt, nhưng trước hết hãy tự yêu bản thân mình nhiều hơn. Đừng bao giờ đánh đổi hạnh phúc của mình lấy sự hài lòng của người khác. Hay mềm lòng. Người phụ nữ sống theo cảm tính hay mềm lòng, và đó chính là một biểu hiện của người phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu, chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu. Hay như, dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình, thế nhưng với những phụ nữ hay mềm lòng, họ vẫn sẽ chấp nhận tha thứ, và không chỉ một lần, tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau. Họ chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình, nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình. Phụ nữ dễ mềm lòng. Phụ nữ mềm lòng khó có chính kiến, không thể tự quyết định trong nhiều trường hợp. Vì vậy, họ sẽ bị người xấu lợi dụng và hãm hại. Họ không thể thấy sự lừa dối của đối phương, vì dễ mềm lòng nên càng bị lung lay khi đối phương giở trò. Nhất là trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ càng mềm lòng càng dễ bị kiểm soát, dễ đau lòng tổn thương. Đây là lý do phụ nữ mềm lòng khó có được hạnh phúc. Suy nghĩ nhiều. Đàn ông thì vô tâm, mà phụ nữ lại hay đa sầu đa cảm. Thế nên với những người hay suy nghĩ quá nhiều, quá để tâm tới những lời nói đôi khi vô tình của đàn ông, là biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ không chủ đích gì của chồng cũng có thể làm cho người vợ nghĩ rằng chồng không còn yêu mình, không còn quan tâm tới mình nữa. Họ luôn suy nghĩ về tất cả những gì mọi người nói xung quanh mình, luôn suy đoán ý nghĩ của người khác, luôn loanh quanh với những mớ bòng bong ấy. Vì thế làm cho họ không bao giờ thoải mái được. Ngoài tuổi 45, nhất định phải bảo vệ tốt bốn bộ phận này để luôn khỏe mạnh. Thưa quý vị, giai đoạn từ 45 tới 59 tuổi được coi là thời kỳ hoàng kim của tuổi tác. Nhưng đồng thời, đây cũng là giai đoạn mà rất nhiều người trung tuổi khó có thể vượt qua được. Muốn trải qua khoảng thời gian 15 năm này một cách nhẹ nhàng nhất, thì bạn nhất định cần phải chú ý bảo vệ bốn bộ phận trên cơ thể của mình. Người Trung Quốc có câu, người ngoài 50 sẽ biết mệnh, có nghĩa là sau 50 tuổi mới là thời điểm vàng trong đời để quyết định tuổi thọ và sức khỏe. Ngày nay, có không ít người dù vượt qua mốc 50 tuổi vẫn thấy cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thế nhưng hễ mắc bệnh hay gặp vấn đề gì sẽ thấy rõ là khả năng hồi phục lâu hơn, thậm chí là sẽ gặp biến chứng hơn. Khoảng thời điểm 45 tới 59 tuổi, thể lực không còn tốt. Đây cũng là lúc các cơ quan dần lão hóa và các bệnh mãn tính tìm tới nhiều hơn. Đó là lý do vì sao đây là khoảng thời gian được mệnh danh là thời điểm quyết định tuổi thọ. Trong giai đoạn này, có 3 bộ phận cần được bảo vệ nếu muốn sống thọ. Sau 45 tới 59 tuổi, hãy bảo vệ những bộ phận sau để kéo dài tuổi thọ. Đầu tiên, bảo vệ mạch máu.
Các mạch máu trong cơ thể chúng ta giống như đường cao tốc, nó vận chuyển máu và chất dinh dưỡng đến các cơ quan và mô khác nhau trên khắp cơ thể. Sau tuổi 45, nguy cơ nhồi máu cơ tim, tắc mạch máu não, đột quỵ rất cao. Do đó mà chúng ta cần phải lưu ý tới việc bảo vệ mạch máu. Để bảo vệ mạch máu cần 1. Ăn ít thực phẩm gây hại. Để giữ cho mạch máu khỏe mạnh thì bạn nên phòng ngừa các tác nhân làm hại mạch máu bằng cách ăn ít thức ăn có nhiều chất béo, nhiều muối và hàm lượng đường cao. Nên tăng cường ăn rau xanh, hoa quả để giảm mức độ xơ cứng của mạch máu, duy trì sự đàn hồi của mạch máu và làm giảm tỷ lệ mắc nhồi máu não. 2. Đừng để cơ thể thiếu nước. Ngoài oxy thì cơ thể cũng rất cần nước để quá trình vận chuyển máu được trơn tru. Bổ sung nước kịp thời có tác dụng làm giảm độ nhớt của máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, ngăn ngừa đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Người trưởng thành cần đảm bảo uống ít nhất 2.500ml nước mỗi ngày và phải uống từ từ để cơ thể hấp thụ tối đa. 3. Luôn lạc quan. Ngoài việc quan tâm tới thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống, người 45 tới 59 tuổi cũng nên lưu ý tới việc điều chỉnh cảm xúc, tránh việc kích động quá mức để phòng tai nạn, ví dụ như đứt mạch máu não, bởi các mạch máu vốn đã rất mỏng manh. Thứ hai, bảo vệ thận. Thận là nguồn gốc của sự sống, có nhiệm vụ chuyển hóa chất thải và sản xuất nước tiểu, đồng thời có nhiệm vụ ổn định lượng nội tiết của cơ thể, đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường. Sau tuổi 35, để bảo vệ thận cần 1. Không nhịn tiểu. Nhịn tiểu lâu sẽ đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng bàng quang và tăng khả năng nhiễm trùng hệ tiết niệu. Thậm chí, nước tiểu quá nhiều có thể gây trào ngược lên bề thận, sẽ làm hỏng chức năng của thận. 2. Đừng lạm dụng trà đặc. Trà đặc chứa nhiều furosur, nếu uống thường xuyên có thể gây hại cho thận, bởi thận là cơ quan bài tiết chính furosur. Khi cơ thể thu nạp lượng furosur vượt quá khả năng bài tiết của thận, sẽ khiến chất này tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng tới chức năng của thận. Thứ ba, bảo vệ đôi chân của bạn. Khi bạn lão hóa, đôi chân là cơ quan già đi đầu tiên. Thật vậy, sau tuổi 45, các cơ và xương của chân cũng sẽ suy giảm. Trong khi đó, chân giữ nhiệm vụ nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Nó còn chứa các dây thần kinh nối trực tiếp với cơ quan nội tạng. Vì thế, chân là cơ quan rất nên được bảo vệ sau tuổi 45. Để bảo vệ đôi chân thì bạn nên ngâm chân trong nước ấm mỗi tối. Chân bị tổn thương chủ yếu là do tuần hoàn máu kém. Vì vậy bạn nên hình thành thói quen ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ để máu lưu thông tốt hơn.